Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ là đã xây dựng niềm tin của Phật tử của Phật giáo, đó là cái biểu tượng lý tưởng tâm linh của người Phật tử Việt Nam, đó là thành quả của sự hoạt động chúng ta làm. Người Việt Nam phải có Phật giáo Việt Nam thì tạo, mà vai trò chúng tôi là người Phật giáo Việt Nam thì mang dòng máu dân tộc Việt Nam, cho nên chúng tôi phải làm tròn cái bổn phận của mình, của dân tộc Việt Nam. Đây là quê hương mới, tôi lại đóng góp dùng các thầy để xây dựng một quê hương mới. Từ vô thủy ta luân hồi cát bụi, vẫn miệt mài bám lấy cõi trần gian, vẫn hít thở âm thầm yêu cuộc sống trần gian ơi, nghe cát bụi mơ màng. Theo khát vọng ta trầm luân gót mỏi, đếm đường dài vết cũ bụi chưa tan, ngoảnh mặt lại khói sương mờ phong kín, đường qua đi mất dấu tự phương ngàn. Sống trong cuộc đời muôn mặt, người muốn chọn lấy một lối đi, vạch ra một cuộc sống đầy đủ ý nghĩa và an lành, thật không phải là dễ. Chúng ta là khách lữ hành, đang đứng trước ngã tư mà chưa biết cuối cùng các con đường ấy sẽ đưa đến đâu. Thảnh thơi an lạc, hay là sầu bi thống khổ. Xuất gia, chọn cuộc đời làm tu sĩ, nghĩa là từ đây, vị ấy sẽ chọn cho mình một lối đi độc hành, nhưng không riêng lẻ. Con đường ấy, hành trình ấy, chắc chắn không có nhiều hoa thơm cỏ lạ, không có nhiều suối mát trăng thanh, mà đâu đó trong cuộc đời còn phải đối diện với rất nhiều trông trên, cạm bẫy và khó khăn chướng ngại. Ấy vậy mà, vì sao vẫn có rất nhiều bạc chân nhân khước từ, những thú vui tạm bợ trong chốn bụi hồng để dấn thân vào cửa thiền môn u tịch. Chọn cuộc sống nhẹ nhàng bên nhịp mõ lời kinh, hay là ôm hoài bão lớn, âm thầm phục sự nhân sinh, dấn thân vì hạnh phúc của muôn người, muôn loài. Tôi là Thích Hăng Hoàng, lục danh là Nguyễn Văn Đồng. Tôi sinh đẻ tại Cần Thơ, miền Nam Việt Nam. Cha tôi là Nguyễn Văn Ngô, mẹ tôi là Nguyễn Thị Hương, tức là sau này là sư cô Diệu Hương. Dạ, dạ bạch ôn, cho con hỏi là lúc ôn vào chùa lúc đó là ôn bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ, tôi 8 tuổi. Bởi vì người các chùa, chủ chùa của tôi đó là thuộc bà con. Rồi ông khi ông cất chùa, ông làm bộ cho Pháp. Ông hưu trí, ông cất cái chùa. Ông nói ông già tôi cho tao đứa. Rồi nhất là tôi khoái ăn chè. Thì ông dụ tôi vô ăn chè thì ở với ông. Rồi tôi ở từ 8 tuổi. Nhưng mà ở đó thì tôi đi học trường ngoài, trường làng. Mà hồi xưa tôi xin lỗi, tôi là dân Pháp, tù quốc tịch Pháp, cho nên do đó tôi phải học tiếng Pháp, nói chuyện bằng tiếng Pháp. Tiếng Pháp là quốc ngữ, rồi tiếng Việt Nam là tiếng ngoại quốc. Rồi trước khi mà đến khi mà chiến tranh kêu là gì, Việt Minh nổi dậy á, thì chúng tôi không còn học nữa, thì tôi học trong đạo, học kinh. Học kinh tới đây, tức là đến 30 tuổi. Tức là năm 1950 thì tôi được lên Sài Gòn, tôi đi học Sài Gòn, tức là ngoại trú. Nhưng mà sau tức là 53 thì tôi mới vô nhập vô nội trú Ân Quang,
được đi học tới đó. Dạ thưa ông, lúc 8 tuổi ông vào chùa thì chùa đó tên là chùa gì ạ? Dạ chùa Hội Thắng ở quận Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Tôi gọi là Vĩnh Bình cũng được, hay Trà Vinh cũng được, quận Cầu Kè. Mà thuộc về cái làng kêu là làng đó là Rùm Sóc. Dạ thưa ông, cái niềm vui lúc nhỏ của ông khi ở trong chùa đó là gì ạ? Cuộc đời của tôi thì nít mà thì là chùa chơi, mà chùa chơi nhiều nhất là thả diều. Hồi xưa mình nói cái vấn đề mà thả diều á là personal đấy. Yeah. Chứ không phải thả diều theo kiểu nhỏ. Thì thả diều là sao? Tức là cái cánh diều tôi là ba sải. Hồi đứng khỏi đầu á, ở trên á, tôi làm cái lưỡi giăng. Lưỡi giăng như cái cung gì đó, mà dưới cái lưỡi á, dứt bằng dây buông. Hai bên cột dây bằng kêu là do tơ tầm giăng cung. Mà khi tôi cột chỗ đó tôi giăng á, thì tôi nó thổi sáng đêm, từ ngày này sẽ kia sáng đêm. Rồi cũng gì đó mà tôi, ông già tôi đánh tôi dữ lắm, ông thầy tôi cũng đánh tôi, ông cố tôi cũng đánh tôi bời tơi bời luôn. Đến nỗi nghe là nghịch đến nỗi mà xin nói với người chồng coi là ông già tôi đánh bằng dây gôi mà ra gai á, gai đó mà đánh rồi bắt bà già tôi sát muối ớt mà. Vậy mà cũng lì, cũng dữ tợn lắm, tôi hồi đó dữ tợn lắm. Còn nhà, dạy học, mình nói cuộc đời của tôi dữ lắm. Tôi học thông minh thiệt, tôi học kinh, xin lỗi nha. Xiền lo tối cột với tôi với bụng ngựa phản, bụng ngựa đó. Ông ngồi trên, ông nói ta cho mày phải học 5 ngày mới phải thuộc kinh Lăng Nghiêm. Chú Lăng Nghiêm á, ba ngày hả ông? Năm ngày phải không? Năm ngày, nhưng mà xong rồi ông thả tụi con á. Được, tao thả. Mà tôi học có ba ngày thôi. Học ba ngày của tôi nó thuộc rồi, trả bài. Khi tôi trả bài được, ông thả ra tôi đi múc mùa luôn. Bị đòn dữ tận lắm. Không biết cái nhân duyên nào mà ông gặp được Hòa Thượng Thiện Hoa? Thầy tôi là với thầy Thiện Hoa là huynh đệ. Bị thầy tôi là Hoàng Thông, thầy Thiện Hoa là Hoàng Tuyên, là đệ tử của ông Khánh Anh. Thành ra cuối cùng tôi kêu sớm anh và sứ ông. Rồi trong khi lúc đó thì khi mà tôi lên thăm Hòa Thượng Thiện Hoa, Thiện Hoa nói chú mẹ làm gì dưới, tôi nói con không làm gì, đâu có nói gì, đâu có nói chuyện của mình nghịch thiên bầu địa đâu. Thầy nói đi lên Sài Gòn học với người ta, ở nhà ngu, dốt, về nói với thầy đi. Rồi tôi nói mới Sài Gòn học thì tôi hàng ngoại trú, nhưng mà tôi đi thưa đậu thủ khoa. Năm đầu trung đẳng á, tôi đậu thủ khoa cho nên cho tôi được vô nhập nội trú chùa Ấn Quang. Nội trú chùa Ấn Quang rồi bắt đầu tôi là thủ khoa mà. Thành ra tôi được nội trú. Nhưng mà khi tôi vô thi nội trú thì được miễn. Rồi được miễn thì tôi vô đó thì tôi khỏi đóng tiền. Chứ mỗi lần tôi đi học thì phải bà già tôi đi cung cấp tiền. Rồi đó là một vấn đề. Khi mà vô học thì cứ học thôi. Lúc đó là đâm đầu vô học đó. Ở trong Ấn Quang thì nó có ba lớp. Lớp đầu, mà trong đó nhân vật mà nổi tiếng bây giờ là Thiền Tâm đó. Còn lớp thứ hai là Quyền Duy Thanh Từ, tức là Thanh Từ bây giờ đó, là lớp thứ hai. Còn lớp thứ ba là lớp tụi tôi đấy. Lớp tụi tôi thì người ta gọi là lớp Tân Cổ Gia Duyên. Tức là cái lớp học đời mà học đạo luôn. Thành ra cuối cùng em cũng học lắm. Bị một ngày một đêm là chúng tôi phải ngủ có 4 tiếng đồng hồ thôi. Dạ thưa ông, khi mà ông đã hoàn thành những cái khóa học tại Sài Gòn, sau đó là tại Phật Học Viện Hải Đức Nha Trang, thì tiếp theo sau đó ông làm những gì ạ? Dạ tôi cũng là đi học. Mà tôi coi như là đầu tiên tôi học tư duy tú tài tầng phần ở tại Nha Trang. Đúng là ngoài á. Rồi đồng thời tôi về, tôi là giỏi về Phật giáo, tôi là cao đẳng rồi tới 52 á. Ở 62 á, thì ở Ấn Quang kêu về tôi mới review lại tất cả, tôi là cao đẳng Phật học. Rồi từ đó bắt đầu tống tôi đi dạy học. Từ năm 64 cho đến năm 75, mà trong khoảng thời gian đó ông đã làm những công việc gì ạ?
Chẳng từ 75 này tôi là giáo sư dạy học mà. Tôi mở tất cả tôi dạy, từng lễ tôi dạy 26 tiếng mà. Ông dạy trừ đời xong ông... Đời mà trong đạo luôn. Trong đạo là ông dạy ở đâu? Đời tôi dạy, ông dạy Nguyễn Khuê. Rồi Bồ Đề Giác Ngộ. Chữ Tư Thục á. Còn ngoài ra đó là tôi dạy các trường về là dược sư nè, Từ Nghiêm nè, Từ Thiền nè, Hoa Quang nè, rồi Phổ Giác Sanh nè, Phổ Đức nè, Phật Ân, Huệ Lâm. Rồi tôi bắt đầu qua năm 63 Pháp Nạn đó, từ đấu tranh. Dạ, từ năm 63 thì lúc đó ông bắt đầu ông làm việc nhiều, hoạt động nhiều ở trong cái giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Đầu tiên thì tôi là vấn đề chích nhà chánh đại diện quận 10. Mà kim tất cả quản lý tất cả 11 quận đô thành và gia đình cho tới 73, tức là đại hội toàn quốc bầu tôi làm tổng vụ trưởng tài chánh. Sau năm 75 thì không biết ông có còn giữ cái chức vụ này không ạ? Thế sau 75 thì tôi như là tôi bị thứ nhất là cái bằng tôi thì tôi bị kết tội là gian hóa đồ trị, không cho dạy. Thì tôi đi làm về, tôi đi làm bằng cách là đi qua làm kiếm công an. Năm nghiệp 81-82 là tôi phải trở về Sài Gòn. Rồi tôi về Sài Gòn tôi hoạt động, tôi mở lớp học hoặc dạy lại. Rồi năm tức là bắt đầu tôi cái phong trào khi mà tới 80 tức là 1982 cuối 82 thì bắt đầu là gì? Các ông biểu tôi đi ra hải ngoại yểm trợ cái phong trào Phật giáo hải ngoại. Bắt đầu tôi bỏ dạy, đi vượt biên. Mỗi người sinh ra giữa cõi đời, dù như có một số phận và sứ mạng của riêng mình. Có người đi trên những lộ trình thẳng tắp để tiến tới thành công. Lại có người phải đi qua những lối quanh co khúc khuỷu mới chạm đến ước mơ hoài bão của riêng mình. Nước mắt, nước biển, trôi đi hai hàng ngoan nghịt. Tóc bạc, tóc xanh, chìm sâu một khối tủi hờn. Trong khúc quanh tâm tối nhất của lịch sử dân tộc Việt Nam, với hàng triệu triệu người phải rời bỏ quê hương trên những con thuyền mong manh tan tác khắp chân trời góc bể, phải dằn dặt sự sống bất chấp cái chết vô tâm biệt tích trên biển, bất chấp làm mồi cho cá hay rơi vào tay hải tặc, và quằn quại với muôn ngàn gian khổ thảm cảnh nơi trại tị nạn, họ ra đi không mưu cầu những gì ngoài hai chữ tự do. Nhưng trong hàng triệu triệu con Việt lìa bỏ quê hương đó, có một người cũng ra đi đổi thân mạng lênh đênh trên biển cả, nhưng lại vì một sứ mệnh cao cả, người trưởng tử của Như Lai. Ta lữ khách trong cát bụi thời gian dài thăm thẳm, hồn tưởng chừng lạc lõng giữa cồn hoang. Một sáng nọ cồn hoang nắng dậy, chim gào to ta rục rã lên đường. Đời gió cát tưởng chừng như tắm gội giữa trùng khơi sóng nước đại dương. Một lý do nào ông đi tìm đường vượt biên? Có nhiều cái lý do, nhưng lý do quan trọng nhất rồi tôi đi ấy, là những vấn đề thừa lệnh ông Đôn Hậu để mà thực hiện chương trình cho Phật giáo hải ngoại hộ pháp, vận động các thầy để mà yểm trợ cho phong trào Phật giáo Việt Nam. Nó nằm trong diện tôn giáo chứ không phải là diện hiệp hội. Muốn cho Phật giáo Việt Nam mà tồn tại ở hải ngoại á, thì phải nằm trong cái diện gọi là tôn giáo. Mà có thể nói bây giờ gọi là tôn giáo lưu vong. Chứ không phải là một hiệp hội. Một hiệp hội thì nó có thể giải tán cái luật lệ tới đó nó thay đổi liền liền thôi. Nhưng mà cái tôn giáo thì nó phải tồn tại thì ít nhất phải là một tôn giáo quốc gia. Thì lúc đó ông Đôn Hậu hay là những vị lãnh đạo trong giáo hội trong nước cử ông đi. Dạ cử. Tại sao không cử một người? Bởi vì trong chương trình làm việc tôi là nằm trong hội đồng giáo phẩm.
thôi trong trời tôi là gì trong nội trong nội giáo hội thống nhất tôi là tổng vụ tài chánh mà trong cái vấn đề hóa giải quan hệ với tôi với hòa thượng Huyền Quang là rất nhịn rất thâm thiết cho nên do đó ông đề cử đi nhân cơ hội đó nên đi ra ngoài yểm trợ cái phong trào. Hiểu chưa? Con được biết là đi như vậy nó không có dễ, tại vì nếu như bây giờ cử một vị nào đó đi sang công việc làm thật sự ở bên châu Âu thì nó rất là dễ. Thời gian đó tình hình đất nước chính trị biến đổi rất là nguy hiểm, rồi cho đến cả khi mà tìm con đường vượt biên thì có thể ông chấp nhận bỏ lại quê hương, những người thân thương mình ở phía sau, cộng với lại cũng đánh đổi cái mạng sống của mình. Nhưng như mình phải đi, dạ đang đi. Bởi vì vấn đề mà tôi sẽ đi đi con đường đó là bị chọn, nhưng mà tôi phải làm bài toán. Khi mà tôi về cứu viên tôi phải làm bài toán để cho chúng tôi đi cho nó an toàn ấy. Thì mình phải tính chứ. Mà tính bằng cách nào? Phối hợp một chặt chẽ giữa cái người lái tàu. Người này. Khi mà vượt biên rồi tôi điều tra cái ông chủ tàu rồi. Ông tổ chức vượt biên tôi hợp tác. Rồi khi mà tôi mới hỏi ông là ai người lái tàu. Vì tôi đi Nam Dương. Ông nói là đi Nam Dương thì có này. Vì trong lúc Nam Dương đó nó chưa có đóng cửa tị nạn. Mà dễ đi hơn. Còn đi qua Phi Lực Tân thì nguy hiểm với đá ngầm. Thành ra tôi nói đi Nam Dương. Mà thất bại thì mình tấp vô quần đảo Nam Dương. Nó cũng nằm trong hệ thống của Nam Dương. Đồng ý đi con đường đó. Thì cho dù đi con đường đó đó thì phải làm bài toán kỹ cưỡng như vậy. Thế nên tôi mới nói là ông chủ tàu lo dịp bến, lo tất cả. Còn tôi thì lo vấn đề mà thời tiết và thời gian nhổ neo. Rồi tôi chịu trách nhiệm. Rồi trong khi mà kêu khách thì chúng ta đều kêu khách với nhau. Thì trong cuộc đi đó đó thì vượt biên ngã rừng sát đó. Vô rừng sát. Đi ngã Vũng Tàu mà đi xuống tàu rừng sát. Thì trong đi nhổ neo thì nó có cái đi thời kỳ mình bão tố hung đó. Bởi vì trong thời kỳ đó đó từ Cà Mau đến Cần Giờ đó, ngày nào tiếp khắc Hungary với Nga đều phong tỏa hết rồi. Rồi trong lúc đó đó chỉ công an biên phòng từ Cà Mau thì cái dồn đến Vũng Tàu hết. Mà lúc đó mà đi là bị bắt về thôi. Thoát không khỏi, chỉ có cửa đi Vũng Tàu thôi chứ không có cửa nào khác hơn. Thì trong lúc đó đi ngã chỉ Vũng Tàu rồi thì bây giờ tôi mới đi kêu khách, nhưng mà thời tiết thì tôi biểu nhổ neo chừng nào nhổ neo mình ra. Thời gian nhổ neo là do quyết định. Tôi thường tôi nó có hai nhiều cách kêu là bói toán. Bói toán tôi thường kêu là tổ chức cái già đại an đó. Nó kêu là đại an lưu liên tấp khỉ xích khẩu tiểu kiết không dông. Mà cái giờ tôi chọn cái giờ thôi chứ cái giờ nhổ neo. Thì lấy cái giờ nhổ neo mà đại an á, cái giờ đó nhổ neo rồi chạy vòng vòng cho tới 5 giờ nặng mới vô rước khách. Nhớ lúc mà nhổ neo là vào tháng mấy? Tháng 8 năm 82. Ừ, tháng 8. Và buổi tối sao? Dạ, mà đi vượt biên dầm buổi tối 5 giờ sáng. 5 giờ sáng là bắt đầu nhổ neo đi. Dạ không, mà 2 giờ nhổ neo chạy vòng. Nhưng mà tới 5 giờ rước khách ở tại rừng sát. Trong chiếc tàu đó khoảng bao nhiêu người? Tức là sau khi đúng là 100 người. Nhưng mà nó đi người ta gọi là canh me là đi hôi đó là 150 người, nhưng mà phần nhiều nít nhiều. Thì trong lúc đó nó đi thì nhổ neo 5 giờ, nhưng mà công an nói mình mua chỗ công an á, ông an nó dẫn mình lên 5 giờ, nhưng mà thật sự nó mua giữ cái nó ăn tiền thứ hai là ăn tiền đi hôi mới ăn tiền đi canh me đó, ta gọi canh me đó, nó ăn tiền tới 120 người. Hồi bàn này 100 người là 200 mấy người. Thì bây giờ đây, nhưng mà nó dẫn ngay, người canh me đó, nó dẫn ngay 5 giờ có mặt tại bến. Còn mình, chủ tàu, gia đình tôi là nó 6 giờ nó mới có mặt.
Như vậy nếu mà tàu nó vô lúc đó mà hẹn đúng giờ đó là nó cướp tàu nó đi. Mình ở lại bị bắt. Bị vậy nó nói giờ nó chịu trách nhiệm buổi sáng coi, mà buổi chiều nó không chịu trách nhiệm, vậy là nó có quyền bắt. Thì trong lúc đó đó, tôi báo tá, thì bắt đầu như cái là 5 giờ xuống tàu, ai về đâu á, công an biên phòng á, nó nói, cái ông có đánh cá ban ngày chứ không có đánh cá với cái phép đánh cá ban đêm, ông ngủ đây chịu trách nhiệm. Tại đây thì nó không cho đi vô làm sao rước, tại rước khách. Thành nó làm thinh nó phải đậu đó chiều, báo cho biết là thất bại rồi, bị gì nó giữ miếng sơ tàu. Thì tới khi mà tôi 6 giờ tôi tập trung tới đó thì coi như là trên mấy trăm người rồi mà. Thì nó cười bắt đầu nó thấy 6 giờ nó nói thất bại rồi, rút dây hết chỗ ông chủ tàu với gia đình thì thôi. Rồi 8, thì ra 6 giờ tới 8 giờ tàu vô mình xuống mình đi. Đi an toàn, đi ban ngày, vượt biên, vượt biên ban ngày. Một cái thứ hai nữa dọc theo con đường đó đi ra tới cửa Vũng Tàu đó lại là gì, mấy cái trạm công an biên phòng nó nấp dài dài đó, mà đi qua mấy cái trạm kia nó bị nó đi uống cà phê, chắc lẽ không có ai nó uống cà phê đâu, mất hết đi không thấy ai hết. Đi ra khỏi tàu, khi ra khỏi tàu trước là đi tới chiều chiều á, đi tà tà chứ ai giữ biên mà tới chiều mà tàu đánh cá gì đó thì đi về đó, nó gặp quốc tàu quốc danh của nhà nước là một dọc là 5 chiếc mà tàu lớn không à. Thì mình bắt đầu mà chưa có ra khỏi hải phận thì bắt đầu tàu lớn, thì tàu lớn chiếc chót nó quay đầu nó rượt. Khi nó rượt á, tôi nói ai là chúa thì tôi nói đừng có chạy, thì tôi bận đồ này không mặc được chưa. Dạ, đồ này tôi đứng ra giữa mũi tàu, tôi mình đọc cái án mani bất di hồng thôi, không cầu nguyện. Cầu nguyện, cầu nguyện Bồ Tát. Ừ. Tôi cứ niệm thôi. Rồi tôi nói ai chúa thì niệm chúa, Phật niệm Phật nha, gọi chừng Phật tôi niệm dữ lắm. Thì trong lúc đó cách 5 cây số, rồi tôi không chạy, nó cũng không chạy. Rồi nó ra bu nó dòm, rồi tôi cũng dòm nó, cũng dòm ra, tôi cứ đọc như vậy thôi. Tôi ám anh đi bây giờ nhờ qua âm giúp đỡ thì rồi. Đọc hoài, đọc hoài. Rồi nó đứng, nó trên 2 tiếng rưỡi đồng hồ, gần 3 tiếng. Nó dòm mình rồi, nó quay đầu, nó về, nó bỏ mình. Trong khi đó ông lên đêm trên biển là... Rồi trong khi đó, trong lên biển đó, thì đi ra khỏi Vũng Tàu, ra khỏi hải phận, thì tôi gặp một đoàn tàu của ngoại quốc. Mình làm, nghĩa là làm biểu hiện đủ thứ hết. Mà không vớt. Mình kêu gọi nó cứu mình đó, cứu mình mà không vớt. Rồi nó dòm dòm rồi nó tôi đi. Rồi tôi bắt đầu tôi mới đi qua Nam Dương. Mình chọn mình lái tàu mình đi. Lúc đó là ông đã lên đêm trên biển là bao nhiêu ngày? Chắc là 3 ngày 4 đêm. 3 ngày. Ông có ăn uống ở trên tàu? Bây giờ đi ngày hôm đó tôi không có ăn mà không uống nữa. Uống nước không đủ. Một ngày nó cho được mấy đứa là 2 cái nắp bi đông nước thôi. Mà nhung dù lo đó mấy đứa nít nó khát nước quá, tôi cho nó uống hết, tôi không uống. Nhưng mà mình học khoa học thì mình cũng phải biết cách mình uống. Bởi vì tôi nhớ không, trong cái cách thức mà uống, mình không uống, uống nước biển mà sao uống được. Nhưng mà cái thân mình uống, mấy lỗ chân lông nó uống, tôi tắm tối ngày, cái nóng mà dưới bên đi qua đạo mà nóng mà. Đồng thời tôi lấy, tôi tát lên nước biển. Thì khi mà muối nó lọc hết thì nó không có khác. Cái gì là trừ cái lỗ chân lông tôi nó uống. Nhưng mà tới chiều là thở không được. Mình muối đầy nhóc hết làm sao thở. Nhưng mà tôi biết là trong khoa học ngày xưa, chemistry là cái gì nó làm cho tan muối không? Khi ai mà nhắc. Mà khi ai mà nhắc là ở đâu nhiều nhất? Nước tiểu. Thành ra tôi tiểu. Uống nước tiểu. Thông hơi liền tôi tắm nữa. Mà làm như vậy 3 ngày 4 đêm. Không có sợ hết. Không đói. Thì nó ốm thôi. Rồi mình ăn lại bổ. Nhưng mà không uống là chết. Nhưng mà mình uống bằng cái kiểu đó. Uống nước tiểu. Mình uống cho mình cũng có sao đâu. Rồi bắt đầu tắm. Tắm thì nó rút rồi nước không có khác. Rồi nó khác rồi mắc tiểu thì mình đi tiểu là mình để dành mình uống. Thâm hơi. Rồi bữa sau làm lại. Cứ làm như vậy 3 ngày 4 đêm.
tới về gọi là hết nước, uống hết nước rồi làm sao? Thì mình trong lúc đó đó thấy cái đảo dừa xa xa, cái đảo dừa nó tấp vô, tôi nói lần này mới nói không được, phải coi đá ngầm. Đá ngầm. Ừ. Để phòng đá ngầm. Vậy khi mà cái ông lái tàu, tôi đã trắc nghiệm ổng là cái cách nhìn sao biết ở dưới đá ngầm, mà về chỗ nào ổng biết đá ngầm, về hải quân ổng phải biết, mà tôi cũng có học cái ngành đó, thành tôi biết. Rồi cách lái tàu sống cấp 5, cấp 6, mình lái tàu bằng cách nào? Lái ngang thì nó lật, mà lái gì ấy nó đập bể tàu, lái gác, gác xéo. Đó là kỹ thuật lái tàu, sống gió. Thì tàu mình là tàu cây, tàu sắt thì không sợ, tàu cây là cần phải cái vấn đề đó. Không có gặp bão không? 3 ngày 4 ngày. Mà bị gì nằm trong cái đồng chung. Khi cái bão, cấp này ấy, chứ tới cái bão cấp kia đó 10 ngày yên lặng, trong 10 ngày phải tới đảo, tới mà chỗ tạ trị nạn, trong 10 ngày đó mình đi trong 10 ngày đó thôi, mà ngoài ngày là chết đó. Thì nếu mà giả sử mình đi chưa tới, mình tấp vô đảo quần đảo Nam Dương chỗ nào đó rồi kêu cao quỷ qua rước. Bây giờ Nam Dương chưa đóng cửa tị nạn thì nó cao quỷ còn hoạt động, thì tôi đi ngã đó, nó có lợi là đi không được tới nơi thì có cái chỗ mà tấp chỗ đó cũng Nam Dương, thì bây giờ nhờ họ chuyển. Cái thời gian ông ở trên tàu đó 3 ngày 4 đêm đó, dạ, và lúc sáng hay là lúc tối ông có suy nghĩ ông có không? Nghe tôi lúc đó tôi thấy gì, mình nhìn thì mình đi mình chỉ quán hiện tại thôi, chứ cứ nhớ chỉ quá khứ là tương lai. Dạ. Nhưng bây giờ hiện tại mấy con cá nó đua với mình chơi thôi. Nó chạy theo, nó ló đầu lên rồi rượt, nó rượt đi chạy trước, rồi chạy theo, mình chạy theo nó chạy theo mình thôi. Mà cá kêu là cá heo, cá mập. Thì mình nó dẫn đường mình đi. Đó, rồi hết nước rồi, trong khi hết nước bắt đầu đã tấp không được, bây giờ phải tìm mấy người đánh cá. Đánh cá thì trong cái gặp đó, người đó là người để cái người tàu mà gốc Nam Dương. Ông đánh cá, ông nói xin có ai có đồng hồ Omega không? Nó có, nó cho 5 can. Rồi nó dẫn vô, mình mà, nếu mình đắp vô là mình chết rồi. Ai về đâu, lấy sào đụng dưới cấp cốc chứ, nếu mình về là cảnh đá ngầm. Nó dẫn đi gần 2 tiếp hồ, nó mới vô tới đảo. Đi theo nó đó. Chỗ nào không có đá ngầm nó dẫn. Nó dẫn, bị nó kinh nghiệm mà. Thì đi chống tàu, chống sào, đi theo nó. Chứ chạy thì chạy sợ gãy dịch tàu, máy tàu cũng kẹt. Rồi có bắt đầu đi theo nó chơi rồi đó. Thì xe tới đó thì nó đem canh nước thì công an xuống. Công an của nước nào? Công an của Nam Dương. Ừ. Nó hỏi đi đâu, nó là đi vượt, đi gai lăng. Rồi nó thấy vậy thôi để cho nó lo cho. Bắt đầu này nó nhìn nó lo nhưng bắt đầu... À, nó lo mình, nó tập vô chơi cái trại của nó, trại dừa đó, thì nó ở đó thì bắt đầu mình cho nó tạo hết, cho được sẵn còn 50 canh dầu mà cho nó luôn không ở trên đảo đó. Đảo Subi. Trên đó có nhiều người Việt không? Không, chỗ đó Nam Dương với tàu, thành nó cuối cùng mình ở đó một tuần lễ thì quận trưởng nó qua là ở Salasan, là cái quận. Ở Salasan thì nó qua, nó chở mình đi qua bên Salasan. À, khi mà chở lên Salasan á, thì tất cả 150 người nó bỏ trong cái nhà mà ở ngoài biển á, nhà sàn á. Rồi đường đi vô, có cái cầu đi vô, rồi có cái cổng ngang, cảnh sát gác. Nghĩa là mình ở trong cái dòng đai cái đó thôi. Thì nó gác như vậy á. Chứ bây giờ mình ăn hộp cũng được, ngủ tập trung đông 100 người thì chịu sao nổi. Tôi bắt đầu tôi mới đi làm sao đi tìm, 5 giờ nó đóng cửa rồi. Vậy bây giờ bắt đầu tôi đi làm thầy bói. Trong cái chỗ tôi thì có cái một đạo hữu đó giỏi tiếng Anh, nữ. Thế bây giờ mình lại làm thầy bói nha. Rồi bắt đầu lại thằng lính gác á, coi tay. Nó mừng, nó khoái coi tay, đưa tay nó coi xong rồi, nó thưởng gì, nó nói tầm
ông già làm sao cho tôi đi kiếm đồ ăn chứ đừng cho tôi đóng cửa làm sao tôi đi. Thì bắt đầu nó nói, nó để nó nói với ông cảnh sát trưởng, nói với cảnh sát trưởng kêu lên coi tay nữa. Cũng coi tay khen rồi ông thưởng gì. Tôi nói tôi mình nói vậy đó, cái ông cho cái thẻ, ông nói mấy ông đi đâu đi, nhưng mà nếu mà người ta đóng cửa thì ông đưa cái thẻ này nó mở cửa cho ông vô. Thì mình lấy cái thẻ rồi mình đi hết cái quận đó, mình đi kiếm đồ ăn mà. À, khi nào kiếm đồ ăn thì kiếm rau đồ ăn chứ ăn theo kiểu hộp mà ăn không nổi. Ông đi bằng lúc đó có tiền đâu mà ông đi. Đâu có tiền, rồi mình đi lục đồ ăn đó mình. Đi lục cái nó mọc cái cây á, cải á, một cây cây cỏ đó. Thì mình ăn chay thì cây cỏ mình lựa cái gì đó mình thấy ăn mình biết rồi mình ăn. À, không phải mình đi mua ra chợ mua. Đó. Không, tiền đâu đi. Không có tiền bà lo mà y hậu là nó đi văn nó mất hết rồi. Thì còn có bận đồ Nam Dương thôi. Rồi tới đó bắt đầu dẫn vô, dẫn đi dọc đi dọc mấy cái tiệm coi. Ai về tới cái tiệm nhỏ, cái tiệm đó tiệm của 10 phụ nữ, thấy cái kinh Quan Âm á, chữ Tạo á, ha, tiệm này Phật giáo. Rồi bắt đầu tôi mới vô làm quen. Vô làm quen thì mình có người phiên dịch cho ông. Đâu bút đàm sao? Thầy bị viết chữ dịch chữ Tạo chữ Nho rồi trả lời với bả viết chữ Tạo bả hỏi. Rồi bả hỏi thì trong chữ Tạo tôi nói tôi đang thầy tu. Rồi ở dưới tôi có ba cô thầy tu nữa. Thì như vậy rồi hỏi rồi bả mới trả lời vậy có trong mấy cô đó có biết Mai không? Mai áo là bị giờ biết. Mấy cô thì giờ biết, thì bắt đầu nữa, kêu lên. Kêu lên thì bắt đầu nói chuyện bằng bút đàm không à, thì không có biết chữ đâu. Rồi bên kêu mà lên thì bà cho anh cả giải đó, với Mai đó. Ở mấy cô Mai y hậu. Bà cho giải mình Mai. Mai y hậu. Mai xong rồi ha. Rồi bắt đầu bà mới mình khi bà xong rồi á, bà kêu tất cả chả người đó Tàu không, mà Tàu chợ không, mấy cái tiệm đó là toàn là người Tàu Nam Dương không. Bắt đầu tập trung vô lại hết làm mình cầu an cho họ. Ông làm lễ bằng tiếng Việt cho người Tàu, đọc tiếng Việt rồi mình tiếng Việt mình đọc nó họ đâu có hiểu. Hiểu nhưng mà ta thấy linh, nhưng mà ta thấy chữ Tàu ta biết mình là kinh Phổ Môn là chữ Tàu. Rồi bắt đầu mình kinh Phổ Môn chữ Tàu, mà khi chữ Tàu mình đọc tới đâu thì họ theo dõi tới đó họ biết. Ông làm lễ là lúc ở ngoài trời hay là... Không có, trong chuyện cái họ có cái đàn quán của họ. Đàn quán là cái nhà. Cái nhà của họ, cái nhà hội á. Họ mình là tập trung đó, tất cả các tiệm đều vô đó hết. Mình làm lễ, rồi họ, cái người mà che mắt á, họ đi đứng đó, họ kế bên mình á, họ coi mình đọc cái gì, chữ gì đó. Rồi mình đọc tiếng Việt hay kể, nhưng mà lật chữ từ trang họ thấy. Rồi bắt đầu mình tụng này kia thì họ có niềm tin đó rồi. Rồi niềm tin bắt đầu rồi thì mình tụng tiếng Việt thôi mới chứ làm sao. Rồi bắt đầu mới làm phép rải sải tịnh đó. Sải tịnh. Sải tịnh lại xong rồi bắt đầu là gì? Hợp như lại cái nó thành lập cái hội, nó sẽ giúp cho chúng ta ăn tại đó. Nghĩa là mình thiếu gì kêu họ thì họ đem rồi ăn. Giúp luôn những người Việt luôn. À, giúp người không giúp cái rút của mình á. Quý thầy quý cô đó. Chứ không phải rút hết cái trại tị nạn. Nhưng mà khi ông làm lễ như vậy nữa, có cái tượng Phật để ông ngồi làm lễ. Họ có. Họ có, tụi mình chỉ làm lễ thôi. Họ không hiểu gì hết nhưng mà họ không hiểu, nhưng mà nhờ cái mình đặt chữ Tàu tôi hỏi có Phổ Môn không? Thì bà đó có, thì bà đem chữ Tàu ra mình đọc chữ Tàu nhưng mình đọc tiếng Việt. Thì họ tính thì họ thấy chữ Tàu mà họ đọc được mà, nhưng mà họ muốn cái phao của mình đấy. Thì bắt đầu mình làm phép xong rồi thì bắt đầu họ thành lập cái nhóm để bảo trợ lương thực cho mình trong tại tị nạn đó. Trong lúc đó rồi sau giai đoạn thấu tay cho ông quận kêu lên coi tay. Thì khi mà coi tay xong rồi cũng đáng mò thì bói mà là bói là ma quét nhà ra thiếu gì cách. Cái bắt đầu có chúng ổng quá, ổng khen, ổng nói bây giờ ổng muốn gì. Tôi nói tôi không có muốn gì hết, nhưng mà ở chung, ngủ chung mấy đám đó tôi chưa ổng không được. Bây giờ cho cái chỗ nào mà nó không có chống cho nhóm của tôi là mấy người thôi, ở thôi, mấy Phật tử của mình á, ở. Thì bắt đầu nghe là nó được, nhưng mà ăn thì phải tập thể nha, là được.
có cái nhà đó trống mà cái kho mà chưa có ai làm hết, nó cho ở đó ngủ. Mà chờ ở đó thì đi vòng vòng hết cái quận. Khi mà cao quỹ tị nạn qua, khi qua thì tặng cho ổng một cái chiếc máy, đồng thời hốt mà đi qua cái Ga Lăng. Ga Lăng á, thời thang máy là ông qua bên Ga Lăng. Lúc đó thì mình đâu có nghĩ đến giờ giấc đâu. Dạ. Thì đi qua đó thì qua đó nó ở đó lọc. Ở đó mới nó mới thanh tra. Nó thanh tra mình ở trong cái đó là tức là Ga Lăng. Thì trong khi đó chỗ đó cái chỗ mà lọc thì trong lúc lọc đó thì có ông trung tá cảnh sát quản lý cơ sở đó, thì ở đó lọc thì chúng tôi bắt đầu ở trên đó nó có cất cái chùa Giả Chiết. Chúng tôi làm mới làm lễ cầu siêu và cầu an, cầu siêu cho những người mà chết. Thì cầu an cho người mà đó, thì khi mà tôi làm lễ thì có mà đạo hữu đó thông dịch bằng tiếng Anh, tôi làm lễ thì tôi giảng người thứ kia ông bà nó thông dịch, có cái đại bữa ăn đó cầu an, rồi có ông đại tá mà quản trị cơ sở đó. Nên là trong khi lúc vượt biên ông vẫn làm những công việc Phật sự của một vị đó, làm Phật sự. Tôi lên tôi giảng, tôi nói với nghĩa được cảm ơn chú ông đã che chở cho chúng tôi, thì đồng thời mình giảng đạo ngay chỗ đó trong thời điểm đó để mà cho người cầu siêu. Mà tôi nói cầu siêu mình giảng cái cách người chết cho như vậy thì sao, rồi mình giải thích bằng tiếng Anh. Tôi nói trên tiếng Việt họ thông dịch bằng tiếng Anh, thành ra cứ ở đó. Rồi tôi xin ông cho tôi ở trên chùa, ông cho dễ dàng lắm, có chuyện gì thì ông kêu xuống. Tháng 8 năm 1982 ông bắt đầu vượt biên qua 83 tôi mới đi qua Mỹ. Tháng mấy? Tháng 8 83 thì qua Mỹ. Ở một năm đó. Một năm. Ở năm thì tôi đi bắt đầu tiên á là tôi ở đó một năm, rồi tôi đi học tiếng Anh chứ. Tôi đậu hạng nhì đó mà tiếng Anh. Học nó cho học nên đậu rồi nó mới cho đi. Trong một năm ông ở trên đảo tị nạn thì ông có liên lạc về bên Việt Nam không? Đâu có phương tiện liên lạc, mà bên đâu không cần liên lạc chi. Liên lạc không được, liên lạc rắc rối trời kỳ đó, nguy hiểm đấy. Bởi vì mình liên lạc lại mình mang cái tiếng chính trị là kẹt. Mình khai diễn là mình đi tôn giáo. Trong khi nó hỏi cho tôi. Nó hỏi bởi vì nó hỏi người ta quy đầu tiên á. Nó hỏi cái bà leader đó, bà nói dành cho ba viện nha. Viện chính trị là viện HO đó. Viện kỳ thị chủng tộc là Tàu. Viện tôn giáo. Tôi nghe được cái viện tôn giáo tôi khai tôn giáo không à. Nó dễ dàng hơn là tiền chính trị. Chính trị nó điều tra mệt. Tôn giáo là thì nó chuyện chính trị, tôi khai chính trị tôn giáo. Thì cái người mà anh Trịt quý tôi đó thông dịch, nhưng mà bà thì hỏi tôn giáo, bà hỏi trình độ, bà hỏi xuất gia trình độ này kia tới đâu. Thì trong khi giải thích là tôn giáo, nó giải thích rằng có một cái là gì, nó hỏi gì cho cái cấp bậc nữa, nó hỏi luôn cấp gì, nó điều tra mà nó là tôn giáo. Ông trình độ nhau thì tôi mình cũng nói mình tốt nghiệp cử nhân văn khoa. Rồi hỏi về trình độ tu hồi nào, mấy tuổi. Ông nó hỏi gì chứ sa di bao nhiêu tuổi mà thọ sa di, sa di có mấy loại. Họ biết luôn. Biết luôn. Mỹ biết luôn cả cái vấn đề ở đó. Nó hỏi gì sa di có mấy loại. Tôi nói đáng nhiên nha. Nó hỏi bằng tiếng Mỹ, có người thông dịch. Rồi tôi nói sa di có ba cấp, khu ô sa di và hình đồng sa di. Rồi nó hỏi hình khu ô sa di là sao, là mấy đứa nhỏ mà nhỏ chỉ đi quét ôi đuổi quả đuổi này kia thì sắp nhát rồi gọi là khu ô. Còn sa di còn hình đồng sa di là cái người lớn tuổi mà đi tu là sa di, nhưng mà người lớn tuổi ta gọi là hình nó giống như sa di nhưng mà thật sự là người lớn. Rồi nó hỏi luật, nó hỏi gì chứ luật thì kheo
là bao nhiêu tuổi, bao nhiêu lượt lượt của tỳ kheo ni là bao nhiêu. Nó hỏi lượt số thứ, ủa sao nó hỏi rõ rành quá vậy. Nó nói từ lượt tỳ kheo, nói về bên Bắc Tông nha, chứ không phải nói Nam Tông. Lượt tỳ kheo là 250 giới, lượt tỳ kheo ni 348 giới. À, rồi nó hỏi tại sao mà nhiều quá vậy. Tôi chỉ có những cái đường bà mà đàn ông cũng có bệnh. Thí dụ đàn ông, đàn bà, đàn ông đâu có kinh nguyệt. Đàn bà mới có kinh nguyệt thì có cái lực đó. Hai nữa, ông thầy tu thì ngủ đâu cũng được, mà ông thầy phụ nữ đâu thể ngủ bậy bậy được, phải có cái lực. Thành nó nhiều cái lực đó nó nhiều hơn. À, ok, nó nói ok. À, hay chưa? Rồi bắt đầu nó nói, rồi nó rất hỏi tỷ họ sẽ di hai bao nhiêu giới vậy, làm tức là 10 giới trở 24 người nghi anh nào ok. Nói rồi nó ok, nghĩa là nó nghiên cứu đâu không biết, rồi không biết ai dạy nó. Rồi nó nói tỳ kheo mà là bao nhiêu bà lực bà tỳ kheo là nhiều rồi, nó hỏi gì chứ đại đức thượng tọa là hòa thượng ai lớn. Tôi nói gì, thọ tỳ kheo mà thọ an cư ba thanh ba mười năm vậy được gọi là đại đức. À, 10 năm trong tuổi đạo, rồi 20 tuổi đời dưới mà 20 tuổi đạo mà 30-40 tuổi đời mới gọi là thượng tọa. Mà từ 30-40 tuổi đời là hòa thượng, và hòa thượng là lớn phải không. Như vậy thì tại sao nó nói bên Tào Thánh á, Hồng Tào Thánh phong chức Hồng Y, nhưng bên đây sau khi mà thượng tọa lại phong chức hòa thượng. Tôi nói làm gì có cái chuyện đó. Nó đưa cái tờ báo của thầy Mẫn Giác. Thầy Mẫn Giác là thượng tọa. Mà ông phong thầy Quyền Di hòa thượng, thầy Tất Thất Phước hòa thượng, là thầy Từ Thanh gì, thầy tức là Thiền Định Từ hòa thượng. Hòa thượng ở hải ngoại. Mà cái người phong chức là thượng tọa. À, nó đưa cái tờ báo đó ra. Tôi chơi giới luôn chứ. Rồi tôi mới giải thích. Nên là cấp nhỏ hơn mà là lại mày đại phong lên hòa thượng. Phong cho người lớn hơn. Dạ. Rồi tôi phải mánh cho tôi làm sao mánh. Nên là tờ báo đó là của người Việt. Của thầy Mẫn Giác. Ở bên Mỹ đây. Ở bên Mỹ nó lấy tài liệu đó, nó đưa cho tôi coi, đây nè tờ báo. Cái tôi thấy không, tôi sức mồ hôi đấy nha. Nhưng mà bình tĩnh, tôi nói không, ông này là hợp thức quá hành chánh cho mấy vị ở hải ngoại này thôi. Ở trong nước là tăng thống phong chức. Hải ngoại này thừa hành cái tăng thống đó là mà phong chức. Nó lấy gì bằng chức? Tôi nói này, thừa lệnh chiếu. Mấy cái chiếu đây là thừa lệnh trong nước, rồi mới ra cái quyết định để mà phong chức. Thừa lệnh là thừa lệnh ở trong nước, tăng thống trong nước. Rồi nó ok. Đó phải tỉnh táo bình tĩnh lắm, nó đọc bài báo đó rồi. À, tôi mới đây là chiếu đặt chiếu lệnh của tăng thống. Rồi bắt đầu bên đây ổng hành chánh, bên đây ổng làm hành chánh thôi chứ không phải là ổng phong chức. Phong chức ở trong nước. Trong khi một năm ông ở trên đảo á, thì ông có nhớ gì về quê hương và ở trong quê hương Việt Nam này không? Bây giờ mình lo để mình đi định cư. Mà ở đó thì tôi phải gây cái phong trào tu học. Tôi gây phong trào tu học tại đó. Tại tị nạn, tôi mở khóa di thức, tôi mở tất cả những khóa học ở trên chùa đó. Cho tôi mở người Phật tử Việt Nam. Phật tử Việt Nam, người tị nạn, người nào cũng học hết. Cho đến ông Lý Tấm mà bây giờ nổi tiếng không? Yeah. Ông Lý Tấm học với tôi đấy. Học trên đảo tị nạn. Tị nạn. Tôi ông Linh học mà. Vượt biên. Tất cả đều học. Nhưng mà những sĩ quan, những người Phật tử mà họ sĩ quan, họ không biết đạo gì hết. Nhưng mà nhờ cái đó họ hiểu đạo. Họ hiểu đạo còn họ đi đâu rồi đi. Ông nhưng Phạm Pháp tại. Hoài mới tị nạn. Mà Phạm Pháp tị nạn dễ hơn mà Phạm Pháp bên đây. Phạm Pháp tị nạn bị họ buồn quá. Họ đi chùa chứ đi đâu giờ. Họ làm cho chùa nữa. Lễ Phật đản có thi là gì. Mời cao quỷ qua làm. Giảng ngay tại đó. Mà làm nghĩa là coi như cả ngàn người mà.